rõ ràng đã sớm trở thành đại năng đại thừa cảnh, sớm đã vô địch trong thiên hạ. Số mệnh dường như đã đùa cợt hắn một cách lớn lao. Đã trải qua 15 lần kiếp nạn, cái gọi là phi thăng lên tiên giới trong truyền thuyết cũng không xuất hiện. Chỉ vì 500 năm trước xuyên đến đây, tu tiên giả nhiều đại năng tầng tầng lớp lớp, tưởng rằng nhất định sẽ có hệ thống gá thân trở thành thiên tuyển chi tử. Nhưng hiện thực lại tàn khốc, khiến người phẫn nộ. Chẳng có gì cả, hoàn toàn dựa vào trí tuệ và sự may mắn như chó ăn xít. Từ cỏ rác trở thành nhân hoàng, trở thành đương đại nhân hoàng, người hàng đầu trong Cửu Châu đại lục, lần thứ 15 vượt qua lôi kiếp, cho nên tu vi của hắn đã sớm vô địch thế gian. Đinh, phát hiện thông tin chủ nhân. Hệ thống đảo ngược khởi động. Họ tên Tương Ly, tuổi 518, danh vị đương đại nhân hoàng. Tu vi, đại thừa cảnh. Hệ thống này đến muộn quá chứ. Tôi đã là nhân hoàng rồi, còn cần gì hệ thống nữa? Hệ thống này là hệ thống đảo ngược, hỗ trợ chủ nhân đánh bại tất cả những người khinh thường chủ nhân. Vui lòng nhận gói quà tặng mới tập. Gói quà tặng hệ thống đảo ngược, không lẽ là có thể giúp ta phi thăng? Nhanh chóng tiếp nhận. Chúc mừng chủ nhân đạt được đạo số, chúc mừng chủ nhân đạt được đan dược. Quả thực đều là thứ tốt, nhưng những thứ này đều dùng cho luyện khí cảnh tu sĩ. Hệ thống, tu vi của tôi là gì? Đại thành cảnh giới. Gói quà tặng mới tập mà ngươi tặng thích hợp với cấp độ người nào? Luyện khí cảnh. Chẳng lẽ lại gửi nhầm? Kiểm tra xác minh không có lỗi, cấp bậc của ta là đại thành cảnh, không sai. Thôi được rồi, đều sẽ tranh cướp rồi. Đinh, phát hành nhiệm vụ mới tập. Nhiệm vụ này không thể từ chối. Không thể tránh khỏi hình phạt khi thất bại. Không thể kích hoạt các chức năng trên dưới của hệ thống. Các chức năng của hệ thống bao gồm cửa hàng, cấp không khí, tránh ma không gian di chuyển. Nhiệm vụ mới tập. Giang Nghệ Hưng lấy thân phận con của tộc trưởng, liên tục lăng nhục ngươi. Xin hãy đánh bại Giang Nghệ Hưng. Giang Nghệ Hưng, mê mơ, tên rất quen thuộc. Ai nhỉ? Đúng rồi, 500 năm trước vừa mới xuyên đến đây, vẫn là anh em họ thường hành hạ ta. Dù hắn có tài năng đến đâu, đời này nhiều lắm cũng chỉ đạt đến 500 năm qua đã hết sạch cầm thú rồi. Ta đi tìm Giang Nhất Tinh ở đâu? Mà nhiệm vụ mới tập này như thế nào? Cũng không phải để ta hoàn thành bây giờ. Giống như hệ thống chậm 500 năm mới khởi động. Hệ thống bây giờ là thời đại nào? Niên hiệu Diêm Lịch 4300 năm. Lớn như vậy bây giờ là Diêm Lịch 4800. Cái hệ thống hỏng này khởi động cả 500 năm rồi. Không lạ gì lại gọi là hệ thống đảo ngược. Hệ thống hỏng mau truyền ta lên tiên giới. Xin chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ mới tập. Hệ thống chó chớt. Thôi thì về nhà trước đã. 500 năm chưa về nhà Giang gia. À, hương khói chưa ngừng. Sức mạnh tín ngưỡng vẫn đang thu thập, nhưng một khi đạt đến cảnh giới đại thành, sức mạnh tín ngưỡng không còn có tác dụng gì với ta nữa. Phân lòng chỉ cho ta nhà Giang gia ở đâu. Thiếu gia từ nơi xa đến phải không? Người Thanh Thành ai mà không biết. Nhà Giang gia ở chính giữa Thanh Thành, bên cạnh là dinh thự của thành chủ. Để ta nói cho anh biết, nghe nói trước đây nhà Giang gia chỉ là một gia tộc nhỏ, chỉ ở tại một góc Thanh Thành. Sau đó Giang Nhân Hoàng trở thành Nhân Hoàng Điện, trở thành võ tông của cả Cửu Châu, vượt trên các tông môn hoàng triều khác. Ha ha, ta có vĩ đại như vậy sao? Nhà Giang gia một lần nữa trở thành gia tộc lớn nhất ở Thanh Thành. Mặc dù nhà Giang gia không di chuyển dinh thự, nhưng theo sự mở rộng của Thanh Thành, vị trí của nhà Giang gia cũng dần trở thành trung tâm của Thanh Thành. Thậm chí còn có tin đồn rằng nhà Giang gia kiểm soát cả Thanh Thành, kể cả việc ai đảm nhiệm thành chủ cũng do nhà Giang gia quyết định. Nhất định đừng chọc giận họ. Triều đại Đại Châu lấy pháp bộ để trị quốc, làm sao lại có chuyện này? Điều này ta cũng không biết, nhưng nếu người muốn tìm nhà Giang gia thì tốt nhất hãy chờ 2 ngày. Gần đây là ngày tổ tiên nhà Giang gia, đóng cửa phủ không tiếp khách suốt 9 ngày, hôm nay là ngày thứ 7. Không ngờ lại gặp phải mùa 10 năm một lần này, cũng không biết may hay rủi của ta như thế nào. Nghe người lão một nói, ban đầu nhà Giang gia chỉ họp mặt 10 năm một lần, nhưng 300 năm trước khi Giang Nhân Hoàng lên ngôi, nghi lễ tổ tiên lại ngày càng thường xuyên hơn. Từ 10 năm một lần thành 5 năm một lần, sau đó đến nay chỉ còn 1 năm một lần. Sống đến 300 năm ít nhất, nguyên nhân là do tu vi của những người vĩ đại. Cái này thực sự là quá chót rồi. Bây giờ phải làm sao? Tìm một người khác, kêu Giang Nhất Tân để đánh cho một trận, hoặc tìm một người mạnh bắt buộc đổi tên thành Giang Nhất Tân, rồi lại đánh cho một trận nữa. Quý vị đã 10 ngày rồi. Sao quý vị chẳng chịu phái người tìm đứa trẻ của chúng tôi? Chúng tôi yêu cầu thành chủ Mân Viễn. Ngày tế tổ nhà Giang sắp đến rồi. Ôn nào đến thế này thì sao mà xứng đáng? Bây giờ đang bận rộn đấy, không có thời gian điều động người giúp. Không thể phái ra một người nào sao? Quá đáng rồi, đừng nóng vội, bị bắt giam thì chẳng làm được gì cả. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Họ đều là từ những thành phố lân cận đến đây, đều là vì con cái bị lạc mất, họ đã tìm đến tận thành mới này. Việc tế tổ nhà Giang quan trọng như vậy, thành chủ liền không quản các việc khác nữa. Trách nhiệm của ông ta chỉ là phục vụ nhà Giang. Cậu là ai thế? Đừng nói bừa. Để ta khuyên bảo cậu, đừng có quá nhiều chuyện, đây không phải việc của cậu. Ta tên là Trương Lê. Đây là chiếu chỉ của đạo tông. Trông thấy chiếu chỉ này, như thể đang gặp tông chủ đạo tông. Cậu là đạo tông hành giả. Đạo tông là môn phái cổ xưa nhất, còn lâu đời hơn cả Nhân Vương Điện. Tiên nhân đi ra liên tục, căn cơ thâm hậu, là những người không sợ chết. Sức mạnh của Nhân Vương Điện chỉ là phàm nhân. Điều kiện tiên quyết là phải loại bỏ Giang Ngọc, vị cường giả mạnh nhất. Nhân Vương Trương Hiền đã nhờ đến Hàn gia y dược. Lý do mà ta khuyên cậu đừng quản là sợ liên lụy đến tiền bối Trương. Giang Nhân Hoàng rất có thể vì thế mà ra tay.
triệt hạ cả hai chúng ta. Nhưng nếu tiền bối Trương là đạo tông hành giả, chắc hẳn không sợ nhân hoàng. Có thể giang nhân hoàng tu luyện ma đạo. Ma đạo là đối tượng chính mà Lương Vương Điện nhắm đến. Ai dám tu luyện ma đạo là kẻ có quyết tâm đối đầu cả tu tiên giới, có ý định thành tiên. Bao gồm mọi pháp môn như luyện thể đạo, cổ đạo dưỡng tinh cốt, cùng với nguyên lý bất chánh, văn tự pháp thuật chống lại thiên địa, không có một pháp môn nào là không bị tu tiên giới cấm. Ma đạo chủ trương vô kỵ triệt để, không chọn phương tiện, lấy sinh linh để dưỡng mình, miễn sao bản thân sống sót, chỉ cần cường đại là được. Tiền bối không phản ứng gì sao? Không có bằng chứng thì không lý do để phản ứng. Số lượng trẻ sơ sinh mà nhà Giang đã ăn cắp đã vượt quá trăm. Nhà Giang cần nhiều trẻ sơ sinh như vậy để làm gì? Những bệnh nhân là trẻ em có huyết thống. Tiền bối có thể giúp được không? Giúp người phá vỡ từ huyết thống. Đây là hành động hoàn toàn của ma đạo. Như thể nhân hoàng không biết việc này. Nếu suy đoán của tiểu đệ là đúng, thì nhân hoàng đương thời là người của ma đạo, thì Cửu Châu đại lục sẽ gặp phải họa lớn. Xin tiền bối báo lại với tông chủ của môn phái. Cũng có phần lý. Khi ở nhà Giang, tôi không thấy dấu vết về việc đánh cắp kim hay kế hoạch mất tích. Chắc chắn là ẩn giấu trong không gian đặc biệt như bí cảnh. Những việc mà cậu nói, liệu có bằng chứng cụ thể không? Chẳng hạn như dùng bóng lưu ảnh ghi lại cuộc đối thoại giữa chủ gia và thành chủ. Không dùng bóng lưu ảnh sẽ bộc lộ sóng pháp lực, sẽ không qua được sự tỉnh táo của Liên Vân Thất. Còn về các bằng chứng khác, lúc này nhà Giang đang cử hành nghi lễ tế tổ. Cậu có thể thử xem. Tôi đã đến nhà Giang rồi, không thấy có điều gì bất thường. Mà đang nói thì lại phát hiện ra điều gì đó. Hai người vào bí cảnh, chỉ thấy một bàn thờ nhuốm đỏ máu tươi. Trên bàn thờ đặt khoảng mười mấy bộ xác trẻ sơ sinh toàn vẹn, gần như không còn hy vọng cứu sống. Quá đáng sợ, bọn xuất sinh nhà Giang này, làm sao họ nỡ tay như vậy? Chẳng lẽ họ không có con cái sao? Đi thôi, chúng ta sang nhà Giang xem một lượt. Tổ tiên đã sớm ra khỏi quan phòng trước kế hoạch. Liệu đã vượt qua đỉnh cấp Nguyên Anh? Bước vào cấp hóa thần. Bước vào hóa thần thật chẳng dễ dàng. Còn chưa đủ, ngươi hãy mang thêm mấy đứa trẻ sơ sinh về đây. Nhưng lần này, cha mẹ những đứa trẻ mất tích gây ồn ào không nhỏ ở Thanh Thành. Thậm chí có cả tu sĩ rừng rút tới giúp đỡ. Bọn họ đều đổ tội cho bọn ta. Hừ, vậy bắt những tên ngư dân và dân già ấy về đây làm lễ tể máu luôn, để họ được sum họp cùng con cái. Thật đáng cảm động. Vậy sao ngươi không xuống dưới kia sum họp cùng cha mẹ? Ai đó đã lọt khỏi sự cảm nhận của ta. Không lẽ là tu sĩ hóa thần?